Sau những suất chiếu đầu tiên, khán giả cả nước nói gì về em và Trịnh? Ta đã thấy gì trong đêm nay? Cờ bay trong ngọn cờ bay, rừng núi loan tin đến mọi miền, do hòa bình bay về muôn hương. Ngày vui con nước chơi nhanh, nhịp sống bao la xa bỏ hận thù, gặp quê hương sau bão tố giọt nước. Quá tuyệt vời, lãng mạn và nó có hồn đấy, à, chân thực, sâu lắng và rất là xúc tích và xúc động. Với thang điểm 10 thì em sẽ chấm 15 điểm. 9 điểm. 9.9 trên 10 ạ. Những cái bối cảnh và cái những cái cảm xúc thực sự của nhạc sĩ thì mình đấy là cái mà mình thích nhất ở phim, là màu sắc, cái cách dựng phim ấy, nó rất là cảm xúc. Tượng chuẩn tượng nhất là khi mà chị Kiều Công Sơn mà trẻ mở cửa đầu tiên đến nhà cô Diễm thì gặp cô em lẫn không chỉ biết, nhưng mà cái ảnh nó có rất là ấp cái gì rất là hay. Dàn diễn viên rất là trẻ mà lột tả được cái từng giai đoạn từng năm, có những bài hát rất là hay. Phim đã dàn dựng những cái âm nhạc, đưa những cái âm nhạc của Trịnh Công Sơn vào từng cái khung hình, từng cái khung cảnh rất là hợp lý. Cách quay rất là đẹp. Là gì ghen tị với cảnh, với tình cảm của bác Trịnh với chị Giao Ánh, nên là em khóc luôn. Nó để lại cho em nhiều thứ lắm. Thì sau này khi mà ra rạp á, thì em vẫn muốn là thử một lần xem cái phim Trịnh Công Sơn, và cũng muốn được xem lại em và Trịnh nữa. Nó quá hay chị.